Kính chào quý vị, ngày hôm nay Ly rất là vui. Tại vì đợt trước á, thì bây giờ tìm học trò nghèo cũng khó lắm quý vị. Thì đợt trước á, thì có một chị mà chị này là một Phật tử rất là ngoan đạo, mà chị hiểu về Phật pháp rất là hay. Chị dặn Ly là nếu mà em có học trò nào mà nghèo không có xe đạp đi thì em nói để chị mua xe đạp cho các bé. Rồi chị nói là giờ chị kết hợp với nhà chùa để chị mua xe đạp cho những cái người mà sư nữ quý vị, những cái người mà mới vô đi tu quý vị, Ly không biết tên gì, là những người đó họ đi học Phật pháp và họ có xe đạp để họ đi. Rồi sáng nay thì trường Ly thì có mấy em chủ yếu là không phải nghèo quý vị, mà tại vì Ly là từng là trẻ mồ côi, bố mất sớm, bố mất từ lúc Ly chưa ra đời, bố hy sinh từ lúc Ly chưa ra đời. Rồi bác Ly cũng để lại hai chị như vậy, thì Ly rất là Ly rất là đồng cảm với những bé bị không có một gia đình trọn vẹn. Thì sáng nay thì có Ly biết được có bốn em, mà không phải Ly chủ nhiệm, tại Ly không chủ nhiệm, có bốn em nói chung là vậy. Thì em nào cũng bốn em đó, thì có một em hoàn cảnh rất là đáng thương, là mẹ thì không được bình thường, hơi tưng tửng, rồi bị người ta làm cho có bầu đấy. Còn ba em còn lại thì mẹ và ba đều đi lấy chồng lấy vợ và ở với ông bà nội ông bà ngoại. Và cô chủ nhiệm cũng nói là thấy mẹ, có một em trong đó thì thấy mẹ vẫn đóng tiền bạc đầy đủ, cho nên hồi đầu cô cũng biết là hoàn cảnh như vậy, nhưng mà thực tế thì cha mẹ đều đi lấy chồng lấy vợ hết rồi đấy. Rồi có một gì thì làm vệ sinh ở trường Ly thì quét dọn ấy, thì hoàn cảnh cũng không phải nghèo lắm, nhưng mà nói chung là có một người chồng bị tai biến nhẹ, rồi con dâu thì bỏ đi, rồi gì đấy, con trai của dì thì công việc bấp bênh, cho nên là dì phải lo cho nhân trong gia đình. Cho nên sáng nay Ly cũng lại huy động được một cái anh này, thì anh coi kênh của Ly, anh là một người rất là có tâm. Thì anh đã, Ly cũng chỉ kể thôi, Ly nói là trường em có bốn suất như vậy, ba suất là ba em nhỏ bị cha mẹ đi lấy chồng lấy vợ vậy đó, rồi một gì như vậy, thì em xin anh bốn suất 2 triệu để cho mọi người đó có thêm một cái Tết, tại vì ở các mạnh thường quân khác cũng có cho rồi, và bên thầy tổng phụ trách cũng sắp phát, nhưng mà Ly muốn cái Tết của họ ấm áp hơn, đầy đủ hơn, cho nên Ly thì không có điều kiện. Thế là Ly nói với anh đó, anh nó không cần suy nghĩ, anh là ok, em gửi số tài khoản cho anh. Thế là Ly cho anh số tài khoản, thì anh gửi liền tức thì 2 triệu vào cho Ly. Thì lúc đó đúng giờ ra chơi, thì thầy cô đang ngồi ở văn phòng, thì Ly khoe cho mấy đồng nghiệp của Ly thì ai cũng mừng. Mừng ở đây không phải là về cái số tiền, mừng ở đây là vì ngày nay người Việt Nam mình cũng nhiều người có ăn có để rồi, cho nên là họ hướng đến cái việc là làm thiện để mang đến cái sự một chút gọi là ấm áp cho những người kém may mắn khác. Và nhân tiện đây thì nếu anh nghe cái clip này thì em xin thay mặt nhà trường, thay mặt các em học sinh, và thay mặt cái gì lao công ở trường em cảm ơn anh đã san sẻ cho các những cái người khó khăn. Em cũng nói thật là em chưa phát quà cho họ, em muốn để gần Tết rồi em bỏ phong bì rồi đưa cho các cô chủ nhiệm, rồi các cô mới phát cho họ để cho cái Tết cho các những người đó, cho những em nhỏ đó, và cái gì đó bất ngờ
Thờ nói cho anh nghe vậy. Và bây giờ mời quý vị nghe một cái bài của bác tên là Đồng Đỗ. Việt Nam góc nhìn từ người nước ngoài, chuyện bẻ đôi quả táo và một quốc gia kỳ lạ. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, tờ The New York Times đăng tải bài viết ca ngợi cuộc chiến chống dịch của New Zealand, quốc gia được thế giới coi là hình mẫu chống dịch thành công nhất thế giới. Bài viết này cho biết những người dân New Zealand đã đón năm mới như các năm cũ, với những bữa tiệc đông đúc, những bãi biển đầy người và phương thức dẫn lối New Zealand thành công là nhờ áp dụng phương thức chống dịch qua các ứng dụng sử dụng công nghệ Bluetooth và thúc đẩy việc rửa tay thường xuyên. Điều đáng lưu ý nằm ở phần bình luận, có rất nhiều người lại nhắc đến Việt Nam. Một độc giả Richard Huynh bình luận: với Việt Nam cũng như vậy, tức là ở trong cái bài ca ngợi New Zealand ấy, nhưng mà họ vào comment lại toàn ca ngợi Việt Nam. Với Việt Nam cũng như vậy, họ đóng biên giới và theo dõi chặt chẽ người dân của họ. Nếu ai đó mắc bệnh, họ sẽ cách ly triệt để toàn bộ khu vực người đó sinh sống và di chuyển qua. Bây giờ đại dịch đã được xử lý, thậm chí họ có thể không cần đeo mặt nạ. Còn một độc giả khác thì phản hồi rằng họ không có tự do để lựa chọn giữa việc đeo hay không đeo khẩu trang khi đến các nhà hàng, nhưng bây giờ họ có tự do để vui chơi giải trí và mừng năm mới. Họ rất thông minh, quan tâm đến người khác. Một độc giả nữa thì viết nè: tôi sẽ đề cử Việt Nam, một quốc gia có hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa phát triển, kinh tế thua kém nhiều so với phương Tây. Việt Nam đang chống dịch tốt hơn bất cứ một quốc gia nào khác. Trong bài đang nói về New Zealand, nhưng truyền thông phương Tây không dám đưa tin về Việt Nam vì họ coi Việt Nam là quốc gia xã hội chủ nghĩa. Thì ra đó là lý do nha quý vị. Tuy nhiên, ở dưới phần bình luận này có một phản hồi: tôi đồng ý, nhưng tôi có một người bạn từ Việt Nam. Cô ấy nói lý do mà người Việt Nam phòng dịch là họ nghèo và sẽ không có ai giúp đỡ họ, không có bệnh viện, không có thuốc, vì thế họ rất cẩn thận và kỷ luật. Một người bạn nữa thì nói: tôi dành cả tháng trời để đọc tin tức phòng chống dịch từ Việt Nam và công dân của Việt Nam tuân thủ các hướng dẫn. Một tài khoản nữa thì nói: cũng những lời ca ngợi cho công tác phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam, tôi nghĩ Việt Nam đã làm tốt hơn New Zealand vì New Zealand có biển bao quanh, còn Việt Nam thì có biên giới trên bộ với nhiều quốc gia. Tôi thấy một hãng xe hơi Việt Nam đã mua một trung tâm thử nghiệm tại Úc và tôi tò mò là Việt Nam phát triển nhanh thế sao. Sau khi đọc những hình ảnh của bạn, tôi thấy Việt Nam vượt qua những gì mà tôi đã nghĩ. Mark Cuban, một độc giả từ Úc thì bình luận, tức là độc giả này bình luận mà Ly vừa đọc. Còn một tài khoản người New Zealand đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh thì bình luận như sau: tôi là người New Zealand ở Việt Nam, họ cũng làm được điều tương tự như ở New Zealand, nhưng ở quy mô gần 100 triệu người. Chúc mừng năm mới. Trước đó, người nước ngoài biết gì về Việt Nam? Một Việt Nam lạc hậu, một Việt Nam vẫn còn chiến tranh, một Việt Nam tồi tệ, mất nhân quyền, mất tự do. Không ít những tờ báo nước ngoài quăng ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm về Việt Nam. Trong giai đoạn đầu của đại dịch, không ít người cho rằng Việt Nam phản ứng thái quá hay giấu dịch. Thời điểm Việt Nam chọn cách ly xã hội thì nhiều người cho rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ, sẽ phát triển thụt lùi. Năm 2018, diễn đàn lớn nhất Reddit đã có một bài đăng về chuyện người Việt Nam có thể dùng tay không bẻ đôi quả táo, điều mà các quốc gia khác không làm được.
Dĩ nhiên đây chỉ là một câu chuyện đùa theo giảng thuyết âm mưu. Nhưng từ câu chuyện đó, những câu chuyện lạ kỳ ở Việt Nam dần được biết đến nhiều hơn. Như câu chuyện tham gia giao thông tại Việt Nam, người nước ngoài không dám bước chân ra được sang đường, còn người Việt Nam thì lại bước qua đường dễ dàng. Người nước ngoài nhận được lời khuyên từ người Việt Nam là hãy cứ bước sang một cách dứt khoát, người điều khiển phương tiện sẽ tự tránh đường. Mỗi người Việt Nam đều bẻ đôi quả táo thành công. Và giờ thì tôi biết thêm rằng họ có thể chiến thắng cả Covid-19. Một bình luận khá là tếu trong bài viết của The New York Times. Nhiều người nước ngoài đã nhờ những người Việt bẻ đôi quả táo để kiểm chứng thuyết âm mưu trên. Và trong mùa dịch, họ cũng tới Việt Nam, đến cả các nhà tang lễ để kiểm nghiệm xem liệu Việt Nam chống dịch thành công có phải là sự thực hay không. Nhiều khi người nước ngoài lý giải vui cách chống dịch của Việt Nam thành công là nhờ phở và cao sao vàng. Trong diễn đàn SEA Games, trong diễn đàn ASEAN, có một bài đăng nói về việc hãy nêu cảm nghĩ về một quốc gia nào đó trong khu vực mà bạn biết. Một độc giả Philippines nói rằng họ tổ chức Giáng sinh bình thường, họ tổ chức năm mới bình thường. Người Việt Nam thích bóng đá. Khi các giải đấu bị hoãn, họ tự tổ chức các giải đấu, đội tuyển quốc gia đấu với tuyển trẻ. Họ sản xuất ra 5G, họ xuất khẩu xe hơi sang Mỹ. Họ là một quốc gia kỳ lạ. Nhìn lại Philippines, chúng tôi rất buồn. Lãnh đạo của chúng tôi không hề dũng cảm như nước bạn. Năm 2020 là năm thành công hay thất bại của Việt Nam? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, năm 2020 vẫn được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua, với kết quả thành tích đặc biệt có ý nghĩa để nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin với Đảng. Nai từng viết rằng Việt Nam đi sau các quốc gia khác ở trong lĩnh vực 5G, nhưng Việt Nam là quốc gia duy nhất chủ động tham gia vào quá trình nghiên cứu mạng 5G. Họ từ chối mua công nghệ lõi từ Huawei và cũng khước từ các đề nghị thiết bị phục vụ 5G từ thị trường Trung Quốc. Đầu tháng 10, Bloomberg nhận định rằng VinFast sẽ tấn công sang thị trường Mỹ. Nhiều nhà nghiên cứu nhận định rằng quyết định của VinFast khá là ngông, vì Mỹ là một thị trường rất khó. VinFast là của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đồng hương của Ly, gần cách nhà Ly một cây một cánh đồng. Vì Mỹ là một thị trường rất khó tính, nhiều hãng xe lớn trên thế giới đang tọa đấu ở đó. Chan Francis, một độc giả người Malaysia, nói rằng Việt Nam đã và đang tiếp tục vượt kỳ vọng, vượt định kiến về một quốc gia lạc hậu và nhỏ bé. Người này cho biết thêm rằng anh ấy chỉ biết đến Hồ Chí Minh sống giản dị ở một ngôi nhà tranh vách đất và nghĩ rằng Việt Nam vẫn nghèo khổ. Một độc giả nói vui rằng Malaysia sẽ tung ra vaccine COVID-19 vào năm 2030. Và một bình luận ở dưới tiếp tục kháy rằng sẽ xuất khẩu xe ô tô sang Mỹ vào năm 2033. Bóng đá thua họ, Proton thua VinFast, vaccine cũng thua họ nốt, còn gì nữa, thua luôn đi. Trong mắt bạn bè quốc tế, Việt Nam vẫn còn nghèo và lạc hậu, nhưng chúng tôi sẽ tìm ra cách chứng minh rằng sản phẩm của chúng tôi đại diện cho một Việt Nam năng động và phát triển. Đó là lời phát biểu của Chủ tịch VinFast Phạm Nhật Vượng. Và câu chuyện Việt Nam năm 2020 vượt lên những khó khăn, đó là một Việt Nam khác biệt, một Việt Nam dám khước từ WHO, tự chọn một cách làm dị biệt nhưng hiệu quả thiệt. Đến nay, chuyện chống dịch
xuất xe sang Mỹ chế tạo vaccine hay từ chối mua công nghệ 5G từ Trung Quốc vốn đều là những điều khó tin với Việt Nam. Nếu chịu khó lướt qua một số diễn đàn, đôi khi có thể chúng ta sẽ bật cười vì những nhận định có phần gì đó hơi ngây ngô của nhiều người bạn bên ngoài. Từ câu chuyện của năm 2020, một năm mà với nhiều quốc gia khác là một năm đầy khó khăn và trở ngại, là một năm mà ai cũng muốn qua thật mau lẹ. Nhưng ở Việt Nam, như nhà văn Nguyễn Khải từng chắp bút, sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ. Đó là bài viết mà Ly thấy ở trên mạng, rất là phấn khởi cho người dân Việt Nam. Và Ly hy vọng những người chống cộng ở hải ngoại hãy gác hận thù, hãy quên đi hận thù và hãy về với Việt Nam, một Việt Nam luôn dang rộng vòng tay để đón cô dì chú bác ở hải ngoại về, một Việt Nam thanh bình, một Việt Nam ấm áp, một Việt Nam rất là hiền hòa, dễ mến. Mời quý vị hãy gác lại tất cả, về với Việt Nam, về với Tổ quốc, về với dải đất hình chữ S, về với dòng giống Lạc Hồng nha quý vị. Kính chào quý vị.